ít có một loại thực phẩm nào được tây y đông y dưỡng sinh thực dưỡng và thậm chí cả dân gian đánh giá cao như đậu đỏ không những có giá trị về sức khỏe mà đậu đỏ còn gắn liền với cả những câu chuyện đẹp đẽ về tình yêu đậu đỏ được các chuyên gia phong thủy đánh giá mang lại nhiều điều may mắn cho những người sở hữu nó vậy sự thực về đậu đỏ là gì và cơ thể chúng ta sẽ phản ứng ra sao nếu như chúng ta ăn đậu đỏ mỗi ngày Chào mừng các bạn đã đến với kênh Trân Thiện Mỹ Bách Niên Đậu đỏ nếu nói ra thì tất cả chúng ta đều không xa lạ Vì những lợi ích mà nó mang lại cho sức khỏe Nhưng để hiểu cặn kẽ về đậu đỏ và cách chế biến ra sao để mang lại hiệu quả tốt nhất Thì không phải ai cũng biết Đậu đỏ có tên gọi khác đó là xích tiểu đậu, mễ xích, mao xài xích hay là mao xài mễ Các cái thành phần có chứa trong hạt đậu đỏ rất đa dạng và phong phú trong 100g đậu đỏ có chứa 13,4 gram là nước, 1.377 kJ năng lượng, 19,9 gram protein, 0,5 gram chất béo, 2,9% carbon hydrate và 12,7 gram chất xơ. Ngoài ra trong thành phần đậu đỏ còn chứa rất nhiều các vitamin, chất khoáng, các axit amin, các amino acid như là canxi, magie, phosphor, sắt, kẽm, vitamin A, vitamin B và rất nhiều các dạng vitamin khác. Các axit amin bao gồm Tritophan, lysine, methionine, phenylalanine, acid oleic, vân vân. Khi nhìn vào cái thành phần của đậu đỏ, chúng ta thấy được cái sự toàn diện về dưỡng chất trong đậu đỏ. Vì thế, đậu đỏ không những được chế biến để làm các món ăn, đậu đỏ còn được sử dụng để làm thuốc. Vậy, nếu như chúng ta sử dụng đậu đỏ này hàng ngày thì các cơ quan trong cơ thể chúng ta sẽ phản ứng ra sao? Trên tim mạch, đậu đỏ được ví là một thành phần lý tưởng cho một trái tim khỏe mạnh. Vì trong đậu đỏ có chứa hàm lượng polyphenol chống oxy hóa cao, các vitamin B, folate và kali, các thành phần này làm giảm gốc tự do sẽ có tác dụng chống cholesterol. Ngoài ra nếu như chúng ta sử dụng nước đậu đỏ hàng ngày thì sẽ làm giảm cái nguy cơ sơ vữa động mạch, rối loạn nhịp tim và đột quỵ. Đặc biệt trong Đông y thì các thực phẩm màu đỏ thuộc hành hỏa đi vào tạng tâm tức là tim. Nên tất cả các dưỡng chất sẽ được bổ sung cho tim một cách tốt nhất. Tim chủ về huyết nên nếu như chúng ta có một trái tim khỏe thì máu sẽ khỏe. Khi máu khỏe sẽ giúp ngũ tạng khỏe. Từ đó toàn cơ thể chúng ta sẽ trẻ lại. Và đặc biệt những người thường xuyên bị suy nhược vì thiếu máu thì nên chú ý đến các thực phẩm này. Trên gan, uống nước đậu đỏ sẽ làm giảm lượng chất béo trung tính trong máu, từ đó làm giảm cholesterol xấu, đồng thời sẽ bảo vệ gan khỏi sự nhiễm trùng và tổn thương. Hoạt chất proanthocyanin và polyphenol có trong đậu đỏ sẽ giúp ức chế sản xuất một số các enzym tuyến tụy. Những enzym này có trách nhiệm đó là hấp thu các lipid ở trong ruột, do đó cái hàm lượng triglyceride và cholesterol sẽ giảm ở trong máu. Và khi hai cái chất này nó giảm ở trong máu thì nó sẽ loại bỏ các cái hoạt chất được sinh ra do phản ứng peroxid hóa. Nói thêm về phản ứng peroxid, các cái hoạt chất liên quan đến dầu khi được chiên xào ở nhiệt độ cao thì nó sẽ sinh ra cái phản ứng peroxid và các cái dầu mỡ sau phản ứng này nó sẽ trở thành một chất độc hại và cực kỳ khó để đưa ra khỏi cơ thể hoặc là các bạn thấy là các cái dầu mỡ nếu như chúng ta để tiếp xúc với không khí chẳng hạn hồi xưa khi mà mình có chưa kiến thức nhiều về y khoa ấy, thì lúc nhỏ thì mình có nhận thấy một cái phản ứng rất là rõ rệt đó là cái mỡ lợn thì mỡ lợn được lấy bằng cách đó là đun nóng cái mỡ lợn nó lên và chia được hai phần đó là phần top và phần mỡ phần mỡ đó sau khi để đông âu một thời gian khoảng 2 đến 3 tháng thì nó sẽ bị oxy hóa và cái mùi mỡ đó nó có mùi khét khét. Đó chính là cái phản ứng peroxid hóa. Các cái dầu mỡ được chiên xào nhiệt độ cao, thậm chí các cái dầu mỡ mà để lộ dưới ánh nắng mặt trời, tiếp xúc lâu với không khí thì đều sẽ có cái phản ứng peroxid hóa này và đây là những sản phẩm độc hại, chúng ta không nên dung nạp vào trong cơ thể. Thì đậu đỏ có khả năng loại bỏ các chất đó ra khỏi cơ thể. Tác dụng trên thận trong cơ thể, thận làm nhiệm vụ chuyển hóa nước và tân dịch. Trong đó, đậu đỏ sẽ là một cái thực phẩm giúp điều chỉnh công năng của thận, khôi phục cân bằng chất ẩm có trong thận. Đặc biệt là các sản phẩm đậu đỏ rang đã được dương hóa thì rất tốt để bổ cho thận. Và do là thận chủ xương cốt, cho nên đậu đỏ sẽ giúp xương chắc khỏe. Đặc biệt là phụ nữ sau mãn kinh, khi càng có tuổi, xu hướng xương và cơ bắp mất đi sức mạnh và khả năng tự phục hồi điều này dẫn đến chứng loãng xương và làm giảm khối lượng cơ bắp thì trong thành phần nước đậu đỏ có chứa catechin và saponin những cái thành phần này có tác dụng là phục hồi sự tiêu xương và cung cấp canxi tự nhiên để chống loãng xương từ đó làm cho xương chắc khỏe bảo vệ xương khỏi bị nhiễm trùng có rất nhiều người đến và khi mà mình chỉ ra cái bệnh lý loãng xương thì đã đặt ra câu hỏi là nếu như mà cô bổ sung canxi từ bên ngoài vào thì có tốt không mình có trả lời là điều này sẽ phụ thuộc vào hai thứ. Thứ nhất là lượng canxi cô đưa vào cơ thể với khối lượng bao nhiêu cho phù hợp. Nếu như lượng canxi đưa vào cơ thể nó không phù hợp, làm tăng lượng canxi trong máu thì cơ thể chúng ta sẽ có một phản ứng là tiết ra hormone để gây hạ canxi ở trong máu để đưa canxi ở trong máu trở về trạng thái bình thường. Thứ hai là cơ thể chúng ta có hấp thu được canxi hay không? Canxi được hấp thu hay không? nó còn phụ thuộc vào cái lượng vitamin D có trong cơ thể cho nên tại sao với trẻ em phải cần được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời hàng ngày để bổ sung vitamin D từ đó sẽ làm tăng cái khả năng hấp thu canxi ngoài ra cái lợi khuẩn có ở trong đường ruột nó cũng có tác dụng làm hấp thu canxi nếu như chúng ta có một cái bệnh lý về dạ dày có bệnh lý về ruột về đại tràng tỷ lệ hại khuẩn trong đường tiêu hóa nhiều nó sẽ làm cho canxi chúng ta không hấp thu được do đây không phải là canxi tự nhiên và rất nhiều người uống canxi không những không chữa được bệnh lý loãng xương mà còn gây ra cái hiện tượng táo bón cực kỳ khó chịu nhất là mẹ bầu trên hệ tiêu hóa nếu như chúng ta biết sử dụng đậu đỏ đúng cách đặc biệt là uống nước đậu đỏ đúng cách sẽ cải thiện chức năng tiêu hóa cũng như sức khỏe đường ruột chất sơ hòa tan và tinh bột có trong đậu đỏ khi đi đến đại tràng thì sẽ làm thức ăn cho lợi khuẩn. Trong video trước thì mình có nói trong cơ thể chúng ta có hàng trăm nghìn tỷ các cái tế bào, các cái vi khuẩn cả có lợi và cả có hại. Và nếu như vi khuẩn có lợi nó phát triển thì các cái vi khuẩn trung tính nó sẽ được chuyển thành vi khuẩn có lợi làm cho hệ tiêu hóa tốt hơn. Các chất xơ có trong đậu đỏ sẽ làm hấp thu nước, làm mềm phân và chữa chứng táo bón. Ngoài ra chất chống oxy hóa phong phú có trong đậu đỏ có thể làm giảm chứng viêm ruột và cải thiện chức năng tiêu hóa với hệ thống nội tiết thì sao? Trong đầu đỏ có thành phần đó là folate. Đây là một trong những vitamin rất cần thiết đối với phụ nữ. Folate, thường gọi là vitamin B9 có tác dụng rất tốt trong việc hình thành hồng cầu và tạo ra những tế bào hồng cầu khỏe mạnh. Hơn nữa, với phụ nữ mang thai thì axit folic còn làm giảm nguy cơ bị dị tật não và ống thần kinh. Các cái chất sắt, mangan, phosphor và nhiều vi chất dinh dưỡng khác giúp điều hòa chu kỳ kinh nguyệt làm cho các chị em phụ nữ bớt khó chịu ở trong những ngày đau bụng kinh, ngăn ngừa các triệu chứng bốc hỏa ở thời kỳ tiền mãn kinh và ngăn cản cái sự suy giảm nội tiết ở thời kỳ hậu mãn kinh. Đặc biệt các chị em ở thời kỳ tiền mãn kinh và hậu mãn kinh do lượng nội tiết tố thay đổi một cách rất thất thường, da xấu, nhăn, thường hay bạc tóc, các cái móng tay, móng chân không được nhuận thì khi mà chúng ta uống nước đậu đỏ vào nó làm cho máu huyết tốt hơn Chúng ta biết lông và tóc là phần thừa của máu. Nếu như máu huyết tốt thì lông và tóc sẽ bóng mượt, đen nhánh và không bị gãy rụng. Cho nên việc các bạn luôn luôn có đậu đỏ ở trong nhà là rất cần thiết. Đặc biệt là có những người bị bệnh lý về tuyến tụy thì uống nước đậu đỏ có tác dụng rất tốt với những người bị bệnh lý tiểu đường. Trong đậu đỏ có chứa ít carbon hierat, có chứa nhiều chất xơ giúp cải thiện độ nhạy của insulin, làm giảm lượng đường ở trong máu sau bữa ăn và làm giảm đáng kể cái nguy cơ bị bệnh lý tiểu đường type 2. Ngoài ra, hàm lượng protein trong đậu đỏ giúp ngăn ngừa hoạt động của alpha glucosidase. Đây là một enzyme giúp phân hủy carbohydrate, tức là các cái đường phức tạp thành dạng đường nhỏ hơn, dễ hấp thu hơn. Do đó nó sẽ làm giảm cái lượng đường một cách tự nhiên và có công dụng tương tự như một số các cái thuốc trị tiểu đường. Trên da thì sao? Nước đậu đỏ chống oxy hóa và duy trì một làn da khỏe mạnh đặc biệt là kẽm và axit folic giúp ngăn ngừa quá trình lão hóa da ngoài ra nó còn giúp cho da sáng bóng và mịn màng với những người mà thường xuyên mặt bị mụn da bị viêm nhiễm thì các cái thành phần này có tác dụng rất tốt để tăng chức đề kháng trên da loại bỏ các cái vi khuẩn vi nấm và cái viêm nhiễm trên da ngoài ra đậu đỏ có công dụng rất tốt để cung cấp các protein để phục hồi lại cơ bắp của cơ thể sau một ngày làm việc mệt mỏi làm tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể tăng khả năng chống vi khuẩn. Cách chế biến đậu đỏ như thế nào để có công dụng tốt nhất? Đậu đỏ được sử dụng trong rất nhiều các món ăn và được dùng làm thuốc để chữa bệnh. Trong các gia đình thì thường chế biến đậu đỏ để nấu chè, nấu cháo, nấu sôi, đối với thực dưỡng còn dùng đậu đỏ để nấu cơm với gạo lứt hoặc là nghiền thành bột ngũ cốc để sử dụng. Tuy nhiên theo kinh nghiệm của mình thì có một cái phương pháp giúp cho đậu đỏ có thể được bảo quản sử dụng lâu dài và mang tính hiệu quả cao, đó chính là đậu đỏ rang. Vậy thì cách rang đậu đỏ như thế nào để mang lại hiệu quả tốt nhất và đặc biệt là hiệu quả chữa bệnh? Đầu tiên đó là công đoạn sơ chế, đậu đỏ phải được loại bỏ các hạt lép, hạt hỏng bằng cách là ngâm qua nước. Thì những cái hạt lép, hạt hỏng sẽ nổi lên trên và chúng ta dễ dàng vớt các cái hạt đó ra. Trong thành phần muối biển và muối Himalaya có trên 80 các thành phần vitamin và khoáng chất tương tự như máu của người. Muối này còn làm sạch đậu đỏ thêm một lần nữa. Trong thực dưỡng và dưỡng sinh thì muối là một thành phần rất dương, cho nên đậu đỏ lại được dương hóa thêm. Thời gian ngâm sẽ khoảng 10 đến 15 phút. Và tốt nhất khi chúng ta ngâm, chúng ta sẽ phơi cái nước đó dưới ánh nắng mặt trời để cho đậu đỏ được hấp thu các cái năng lượng từ ánh nắng mặt trời làm dương hóa thêm một lần nữa. Sau đó chúng ta vớt đậu đỏ ra, ngâm trong nước sôi sau 5 phút thì chúng ta sẽ vớt ra đem rang chín. Kỹ thuật rang, chúng ta sẽ xoáy đều từ tâm của chảo và xoáy đều theo hình tròn xoắn ốc từ trong ra ngoài. Và đặc biệt, chúng ta sẽ rang trên bếp củi thì đậu đỏ mới giữ được tính dương để chữa bệnh. Lưu ý, đậu đỏ phải được rang chín, nếu như đậu đỏ mà không rang chín, khi chúng ta hãm hoặc pha với nước thì nó sẽ bị sình bụng và thậm chí ảnh hưởng cho đường tiêu hóa. Không những có công dụng chữa bệnh, đậu đỏ còn được gắn liền với một câu chuyện tình yêu. Đó chính là câu chuyện của ngưu lang và chức nữ. Và ít ai có thể nghĩ rằng đậu đỏ lại mang nhiều công dụng đến thế. Câu chuyện của ngưu lang chức nữ được gắn liền với ngày lễ thất tịch vào ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch hàng năm. Tương truyền ngưu lang là một chàng trai chăn trâu, tuy nghèo nhưng rất chăm chỉ. Nhờ có tính cách thiện lương nên ngưu lang có được tình cảm của nàng tiên dệt vải, có tên là chức nữ. Cô ấy là con gái út của vương mẫu nương nương. Chuyên dệt các đám mây ngũ sắc ở trên trời. Hai người đã kết duyên vợ chồng và trải qua những năm tháng hạnh phúc bên nhau và sinh được hai bé, một trai và một gái. Rồi đến một ngày, chức nữ phải trở về thiên đình theo lệnh triệu tập của Ngọc Đế. Ngưu Lang đau khổ đuổi theo nhưng bị chặn lại bởi dòng sông Thiên Hà. Đó là ranh giới giữa hai cõi phàm và tiên. Ngưu Lang nhất định ở đó chờ đợi và mãi không rời đi. Từ đó, bên cạnh sông Thiên Hà có thêm một vì sao. Mọi người gọi đó là Sao Ngưu Lang. Cảm thương tấm chân tình của Ngưu Lang thì vương mẫu nương nương đồng ý cho hai người này mỗi năm gặp nhau một lần vào ngày Thất Tịch hay còn gọi là ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch. Thì cứ vào ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch, người ta thường ăn chè đậu đỏ và với những người chưa có người yêu thì người ta tin rằng ăn chè đậu đỏ vào ngày mùng 7 tháng 7 thì sẽ có người yêu về bên mình. Còn những người đã có lứa có đôi hay là những cặp vợ chồng thì sẽ đời đời trăm năm sống bên nhau hạnh phúc. Và ở Việt Nam thì ngày mùng 7 tháng 7 còn được gọi là ngày ông ngâu bà ngâu. Ở những ngày này thì trời thường mưa và người ta ví đó là những giọt nước mắt của ngưu lang và chức nữ. Ở Nhật Bản thì cứ vào ngày mùng 7 tháng 7 là người ta sẽ viết những lời nguyện cầu lên mảnh giấy, sau đó treo lên cành trúc ở trước cửa nhà để cầu mong may mắn. Còn ở Hàn Quốc, ngày này được gọi là ngày chiêu xe ốc và ở ngày này thì người Hàn Quốc có bận mấy thì cũng sẽ tắm để mong may mắn và đem lại một sức khỏe tốt. Ngoài ra thì người ta thường ăn bánh nướng và lúa mì và các sản phẩm từ lúa mì. Bởi vì sau ngày này các cơn gió lạnh sẽ làm hỏng hương vị của lúa mì. Ngoài ra, rất nhiều các chuyên gia phong thủy cho rằng đậu đỏ không chỉ là một thực phẩm bổ dưỡng mà còn là một vật phẩm phong thủy rất hiệu nghiệm. Và thường người ta sẽ có một cái hũ đậu đỏ ở trong nhà để mang lại bình an và may mắn. Theo khoa học phong thủy, đậu đỏ có màu đỏ sậm, rất đẹp, tượng trưng cho sự may mắn. Và người ta tin rằng cái hũ đậu đỏ đó sẽ giúp gia chủ rước tài lộc vào trong nhà, đẩy lui mọi xui xẻo, buồn phiền. Vận mệnh của những người mà giữ hạt đậu đỏ đó sẽ có xu hướng tích cực, tình duyên thì tấn tới, công việc thuận buồm xuôi gió. Qua video vừa rồi thì mình mong rằng các bạn sẽ có những kiến thức hữu ích về đậu đỏ cũng như những cái giá trị mà đậu đỏ mang lại cho sức khỏe con người. Hơn nữa, mình mong rằng các bạn sẽ góp một tay để lan tỏa những giá trị về sức khỏe cho cộng đồng bằng cách lan tỏa video này đến bạn bè và những người xung quanh. Đồng thời đừng quên like và đăng ký kênh ở phần giữa của màn hình và xem các video tiếp theo tại vị trí bên trái và bên phải. Xin chào và hẹn gặp lại.